Vâng, ok anh. Rồi, ok. Vâng, ok anh. Vâng. Thì anh thu đơn này tổng đơn đấy là bao nhiêu anh nhỉ? À, 78.000 tiền ship tất cả. 78.000 thì anh thu nhà này 35.000. Rồi. Nhà này VinSmart là 35 đúng không anh? Vâng, VinSmart là 35. Rồi. Đó khách 5 gì có tính. Vâng, 35 thì... À, đấy ghi ở ngoài nhé. Vâng. Ghi bút ngoài Vin nhé. Vâng. Về Vin với cả Lê Trọng Tấn, à với Vin với cả và Tây Mỗ. Đấy là đi tối hữu của đấy à, chạy phát lên tối hữu của dưới cũng cái đấy là còn cái đấy là để em cho đơn đấy xuống dưới, đơn đấy là lễ trí thượng đúng không? Vâng. Lên của dưới một đơn về đâu anh? Có. Hôm qua mình vừa ở trên đấy cũng... Em nghỉ cả tuần nay thì chắc... Bác cho em chuyển khoản được không? Anh okay. Đợi em chút nhé. Vâng. Anh kẹp một phát mấy đơn ạ? Nó không, cái này... Bác cho em số tài khoản. Với công banh, 102. 102 rồi. 212. 212 rồi. 1124. 1124. Anh quay cả clip ở ấy à? Cả YouTube à? À vâng, thôi tiện thì một công đôi việc. Nick anh là gì tí em follow? À thôi, em thì cũng... Cũng mới, chưa có gì để follow đâu ạ. Sau này nếu có dịp lần sau xuống gặp anh thì... Không, là bây giờ mình phải từ đầu chưa có cái gì thì mình phải phải follow chứ. Vâng. Bùi Tấn Cương gì ạ? Rồi, ok anh.